Tường xin chào đón quý vị đến với chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu. Thưa quý vị, ngày hôm nay là một cô gái trẻ đang ngồi cạnh bên tôi. Trước khi ghi hình thì Tường cũng chỉ vừa hỏi thăm đôi ba chuyện thôi. Thì Tường biết rằng cô gái này cũng là một cô gái rất lạ, rất phi thường, rất nghị lực và có những cái suy nghĩ Tường nghĩ rằng cũng rất là lạc quan trong cuộc sống. Tường đang rất là háo hức để muốn tìm hiểu xem câu chuyện của cô gái ấy là như thế nào. Tôi tên Lê Thị Đan, năm nay tôi 40 tuổi. Cuộc sống của tôi hiện tại, tôi buôn bán. Tối thì lấy hàng giao, ngày thì tôi bán lẻ. Cột mé 3.000. Anh lấy gần mút đúng không? Mút bông cái gì cô? Dạ. Cái này 35.000. Dạ, cái gì nữa cô? Nào, con lấy cho. Cuộc sống của tôi lên đây 10 năm nhưng có nhiều thăng trầm và có nhiều nỗi khổ mà tôi cố gắng vượt qua. Trong cuộc sống khổ gì kiếm tiền thì tôi không quan trọng, nhưng quan trọng là cuộc sống của tôi thiếu đi hạnh phúc, nhưng tôi cũng gắng để bù đắp cái hạnh phúc đó. Hàng ngày tôi phải cố gắng vừa công việc và tinh thần, tôi suy nghĩ làm sao để cho vun đắp được hạnh phúc để cho con cái được trọn vẹn sau này. Tôi mong sau này cuộc sống tôi sẽ tốt hơn. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện của bạn Hồng Đan quý vị nhé. Chào Hồng Đan, mình quen ông xã mình là bao lâu rồi hả Đan? Mình lấy nhau được bao lâu rồi? Em lấy nhau 16 năm rồi chị. 16 năm, cái nhân duyên nào mà hai vợ chồng mình gặp nhau? Đi làm vô tình gặp nhau thì quen nhau. Đôi khi lấy nhau chưa hẳn là yêu. Mà đôi khi mình lấy nhau để mình làm tròn trách nhiệm một người con. Khi lớn lên mình phải có gia đình. Đôi khi con người ta cũng hơi bế tắc. Rồi mình gặp nhau, mình lấy nhau. Thì em nghĩ nếu không có tình yêu thì cưới nhau sẽ có tình yêu. Cụ thể là vợ chồng em là cưới nhau mới có tình yêu hay là yêu rồi mới cưới nhau? Quen nhau rồi cưới nhau mới có tình yêu. Đôi lúc em muốn buông bỏ nó đi, em quên hết. Nhưng mà thật sự không có buông bỏ được. Nhiều khi nó động lại đâu, trong tim mình nằm một cái góc nhỏ nào đó. Đôi khi mình chợt nhớ lại thì làm cảm thấy lòng mình nó rất là đau. Thì hôm nay em muốn đến đây để trải lòng mình là em muốn buông bỏ hết tất cả. Nếu em còn nhớ lại thì cái nỗi buồn kia nó không có còn mạnh mẽ để làm cho mình đau. Coi như là nó bỏ qua hết. Cái nỗi đau đầu tiên là như thế nào? Nỗi đau đầu tiên thì em có thể kể cho chị Thường nghe là hai chồng cưới nhau thì em có mướn cái quán cà phê. Thì em đi làm thì để cho chồng em trong quán. Thì em có cô bạn rất là thân, nhưng mà cô bé thì nhỏ hơn em tới 5-6 tuổi. Thì đi làm chung một công ty, thì em làm tổ trưởng, cô bé làm tiếp viên. Thì đôi lúc chị em rất giúp đỡ cô bé rất là nhiều. Cũng như là cô bé hết tiền xài hoặc bất cứ gì em đều giúp cô bé hết. Đôi khi em không tiền em vẫn nhường cho em Út nó mượn. Tại vì em mở quán cà phê thì chiều em Út nó lại rất nhiều. Thì giữa hai người nhìn nhau và cư xử nhau thì em biết được điều đó. Nhưng em nghĩ gì nè, nếu mình đoán chưa chắc hẳn là đúng. Thì thôi để mình tìm hiểu. Thì vô làm thì cô bé đó nghỉ, một tháng cô bé đó có thể nghỉ 10 ngày. Trong 10 ngày đó là hoàn toàn cô bé đã hẹn với chồng em hết. Em biết được điều đó nhưng mà em cũng rất là bình tĩnh. Thường ngày em có bầu thì em về nhà. Thì chồng em nói, em có bầu em mệt thôi, em về sớm đi. Nhưng thời gian khi chồng em quen với cô gái đó thì em về thì chồng em nó rất là ngạc nhiên. Nó hỏi sao hôm nay em không tăng ca mà em về sớm. Em đau lắm chị, nhưng mà em rất là bình tĩnh. Em hay quá à. Em rất là bình tĩnh. Có bữa đó ăn cơm chồng em không nói gì nè. Em ơi, cô bé đó hết tiền rồi, em cho em nó mượn đi. Cái em mới nói là nếu em nó hết tiền thì để nó lại đây cho nó mượn. Tự nhiên anh mở lời làm chi? Cái thôi nó ngại lắm, em đưa anh đưa cho. Thì chị, chuyện tình cảm đôi khi người ta yêu quá. Người ta khi mà chồng em nói bất ra chấp, thì chồng bất chấp. Bất chấp, không biết là mình sai điểm nào. Em cười em không nói gì hết. Thì cô em cũng không cầm tiền để cho mượn, cũng không có đưa chồng em.
9 giờ thì em vô ngủ trước. Vợ chồng nằm cách xa nhau, chồng em không bao giờ đụng tới em. Thì tới lúc em mở mắt ra là đúng 12 giờ, chồng em nó đã đi mất tiêu rồi. Thì lúc đó em ở chung con nhỏ em chồng, thì em muốn giữ im lặng, không muốn em chồng mình nó biết. Em mới leo hàng rào ra. Nhưng mà lúc em có bầu chắc cũng phải tầm 5 tháng. Trời ơi, còn leo hàng rào ra nữa. Nhưng mà em rất là bình thường nha chị. Em lại tới thì hai người đang ôm nhau. Là tới đâu? Tới đâu? Đi tới đâu? Tới nhà của cô đó. Rồi. Em bắt gặp tại trận. Bắt gặp tại trận. Nhưng em không nói với cô gái đấy một câu nào cả. Em chỉ kêu chồng em đi về. Thì chồng em sợ em làm lớn lên, em làm như nó bị bế tắc trong cuộc sống đó chị. Cũng như là ý nghĩa cuộc sống đối với em không còn quan trọng nữa. Em hôm sau em mới lại tới nhà cô gái đó. Thì em mới nói là chị với em quá thân rồi, hiểu nhau quá rồi, không còn cái gì mà không hiểu nhau cả. Thì thôi chị nói với em một câu, em à, em tương lai em còn dài, em chọn cuộc sống em hướng nào để em bước tới mà có tương lai, em đừng đi vào ngõ cụt. Chị nghĩ rằng là cha mẹ em cũng không đồng ý điều đó. Thôi chị nói bao nhiêu đó thôi, em đi về. Nhưng mà cô gái không từ bỏ nha chị. Hôm sau cô gái tiếp tục lại nhà em nữa và viết một lá thơ là kêu bỏ em và hai người nắm tay lên Sài Gòn. Là viết thơ cho chồng em á? Đúng, đúng. Rồi. Mà cô gái đó qua nhà em chi? Đi qua tới nhà em đưa thơ á chị. À, đưa thơ cho chồng em á. Trời, cũng hay quá, ly kỳ hấp dẫn. Ly kỳ luôn á. Lúc đó có quán cà phê nhưng cái buồng thì chỉ có miếng màn căng ngang. Thì chồng em ở trong buồng, cô gái đi thẳng vô luôn. Đưa lá thơ. Đưa lá thơ. Rồi ra nói chuyện vài câu gì đó rồi đi về. Cũng như là coi như không có chuyện gì xảy ra vậy đó. Thì chồng em lúc đó cũng tỏ vẻ ra là một người đàn ông có trách nhiệm vậy đó. Thì nhìn em và nói hôm nay anh với em nói chuyện lần cuối. Em suy nghĩ vậy nè. Nếu cái người muốn ở lại, mình không cần giữ người ta vẫn ở. Mà cái người đã muốn ra đi, giữ cỡ nào ta cũng ra đi. Thì thôi, bỏ. Em không nói gì hết. Rồi có nói chuyện bữa cuối không? Thì em không nói chuyện gì với chồng em hết. Em để cho ảnh lặng thầm, ảnh suy nghĩ coi nên đi hay ở. Thì cuối cùng ảnh chọn là ảnh ở lại, ảnh không đi. Chồng em vẫn không bỏ thật chị đâu. Thì cô bé đó bỏ luôn đi lên Sài Gòn này. Là lúc em còn dưới quê. Thì có khoảng tầm 7 năm sau. Là lúc đó là chồng em vẫn ở lại với em rồi vẫn sinh con, đẻ cái, vẫn sống bình thường. Vẫn sống bình thường. Nhưng mà vẫn có bồ nghe chị. Bồ khác. Bồ khác. Có nghĩa là ngựa quen đường cũ chứ. Dạ. Nào tật nấy. Dạ. Thì làm như em nó quen, quen không? Luôn. Nó thói quen. Em lúc em cũng muốn đi chị. Em nói chung đó mình muốn buông bỏ hết mọi thứ. Nhưng mà suy nghĩ làm như con người mình không đủ mạnh mẽ. Mình đi rồi mình sẽ như thế nào? Nhưng mà vậy thì em sống giai đoạn đó em có hạnh phúc không? Nói chung hoàn toàn không có hạnh phúc chị. Nói chung là không có gọi gì là hạnh phúc hết. Vậy em sống vì cái gì? Mục đích em gì? Em sống để vì con gì? Em nghĩ mình đi, nếu ẵm con theo, mình làm gì cho con mình có tương lai. Còn mình bỏ con ở lại, mình đi không cũng chịu không được. Đó. Em cứ chịu đựng. Có nghĩa là chấp nhận cuộc sống đó ngày qua ngày. Dạ. Em học cách chấp nhận. Bước lên Sài Gòn. Con em lúc đó cũng học lớp 2, lớp 3. Lên Sài Gòn. Anh vẫn tiếp tục. Là hai vợ chồng cùng nhau lên Sài Gòn. Lý do gì mà lên Sài Gòn? Thì lúc đó em nghĩ lên Sài Gòn cái chuyện buôn bán kinh doanh có thể thay đổi cuộc sống coi nó có khá hơn không. Dạ. Thì em bước chân lên Sài Gòn. Bước chân lên Sài Gòn ảnh vẫn như vậy. Ảnh cũng có bồ. Cũng như ảnh nghĩ vậy nè. Ảnh nghĩ như em là một cái món vật gì đó, xài xong rửa kỹ để đó, không mất đi đâu không hết. Không bao giờ mất. Giờ mình làm cái gì nữa cũng không mất hết. Rồi cứ tiếp tục như vậy. Rồi làm như em buồn, em bị trầm cảm vậy đó. Em lúc đó em ở ngoài chợ đầu mối mà bán ban đêm á chị. Thì cứ người ta cứ sáng người ta về, tối người ta ra. Còn em cứ đêm cứ ngày em ở ngoài chợ em bán hoài bán mãi. Về nhà 2 tiếng ăn cơm rồi tắm rửa đi tiếp cứ vậy hoài. Xuyên suốt gần cả năm trời. Cái vô không quan tâm gì luôn. Cũng quan tâm, cũng đem cơm được ra cho ăn chứ không phải là không. Nhưng mà có bồ vẫn có bồ. Có nghĩa là một cái cuộc sống giống như là hai bên mà giống ký hợp đồng ở chung với nhau cho nó qua ngày vậy đó. Dạ. Rồi thời gian cái gần đó cái có cậu kia gần em cũng như là chị em mà quen thân quá. Và làm như là cũng như là thương hại vậy mà. Cái nhiều khi lâu ngày á, cái có tình yêu. Thì cậu bé nó có thiện cảm với em. Em nói chung là em biết thôi. Thì người chung quanh người ta vẫn biết. Thì chồng em ra chợ thì người ta nói là thôi chú nên tốt với vợ tí, để mai mốt mất vợ lúc đó hối hận không còn kịp nữa. Thì chồng em lúc đó thì cũng chưa biết là sự việc như thế nào.
Vì vô tình hôm đó chồng em đem cơm ra thì em đó nó mua cho em ly trà sữa, cũng hai người cùng nhau đem nhặt đem lại một lượt. Thì lúc đó chồng em mới thấy ý thì từ đó về sau chồng em mới bỏ đi có bồ. Chồng em có ghen không? Ghen chị, ghen mà ghen cách tột độ. Có nói ra điều đó với em? Nói luôn. Có nói gì với cái cậu đó không? Không nói gì với cậu đó, tại vì cậu đó hoàn toàn hành động chưa hề nói gì mình không thể nào nói được. Đúng rồi. Dạ. Thành ra chồng em chỉ ghen với em, ghen một cách là kêu cực kỳ khó chịu đó. Chồng cụ thể là anh nói cái gì anh làm? Là anh về nhà anh nghĩ là nếu anh tiếp tục như vậy, còn nếu em như vậy nữa thì gia đình sẽ tan vỡ, con nó sẽ như thế nào? Lúc đó anh mới buông bỏ, anh không có bồ nữa. Dạ. Là nhờ có cái cậu đó tác động vô rồi ghen nên là về bỏ không có bồ nữa. Dạ. Trời may quá, cảm ơn cái cậu nào quá trời vậy. Rồi ảnh không cho em bán nữa chị. Không cho bán cái đó nữa. Là đi chỗ khác luôn, không bán nữa. Thì cứ thời gian cho qua nhưng vậy cũng không bỏ hết đâu nghe chị. Vẫn tiếp tục lên cũng còn nhưng mà ít thôi. Rồi từ từ ngày lớn tuổi rồi ảnh suy nghĩ chín chắn hơn. Rồi ảnh không còn có bồ nữa. Đôi khi bạn bè hỏi em gì, hỏi nhiều vợ chồng mày xảy ra nhiều chuyện gì, mày có thương chồng mày không? Em nói thương chứ, thương thương như một người thân trong gia đình, thương như một người bạn, thương như một người sống để có trách nhiệm. Còn như tình yêu là thậm chí em nghĩ là trên 10 năm nay, hơn cả khoảng 15 nay em không biết tình yêu là gì chị thường. Không biết cảm nhận được tình em yêu là gì. Em có nói chuyện này với chồng em không? Có chứ chị. Hai vợ chồng có chia sẻ với nhau không? Có, đôi lúc em cũng nói. Em nói đâu anh sửa tính lại, anh làm sao mà cho vợ chồng mình sống gọi là có tình yêu, chứ đừng sống vì trách nhiệm. Anh nói sao? Thì chồng em lúc vui thì cũng cười thôi, nhưng mà từ cái câu chuyện mâu thuẫn nhiều, câu chuyện xảy ra quá chị, thì nó bất đồng ý kiến. Như ngày xưa vợ chồng chưa có chuyện gì xảy ra thì có thể vợ nói chồng nghe, chồng nói vợ nghe, nhưng mà từ khi xảy ra nhiều chuyện quá, làm như cái ký ức nó còn trong đầu mình, rồi nhiều cái nó bị bất đồng ý kiến. Thành ra vợ chồng nó không có hạnh phúc nhưng mà vẫn sống với nhau. Chị thường biết không, đôi khi em không biệt, không phải là mình nói riêng biệt để mình nói xấu về phái nam hay phái nữ gì. Em nghĩ bây giờ nam nữ bình đẳng. Nếu mà vợ chồng đã không hạnh phúc mà bước ra đường gặp một người phụ nữ hay là gặp một người đàn ông thì em nghĩ ai cũng bị say nắng. Nhưng mà cái say nắng đó có đủ để làm cho mình buông bỏ hết tất cả để mình tìm đến người đó hay không? Hay là khi đàn ông gặp mình nó nói chị, nhưng mà khi đã ở với nhau rồi nó còn tệ hơn chồng mình nữa. Em ví dụ thì em cứ nghĩ vậy thì em không dám buông bỏ, em chỉ học cách chấp nhận mình đang có. Nhưng mà suốt mười mấy năm em chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ chấm dứt với người đàn ông đó. Em vẫn hy vọng là người đó vẫn sẽ có cái trách nhiệm với cái mái ấm gia đình này. Dạ. Tại chưa bao giờ có ý nghĩ là thôi tuyệt giao chấm dứt. Có chị, đôi lúc em cũng nghĩ em sẽ buông bỏ em ra đi, nhưng mà chỉ thoáng qua thôi. Tại vì cái trách nhiệm của em nó lớn quá, thì cái buông bỏ ra đi nó đối với cái trách nhiệm thì nó không bằng con cái rồi gia đình. Rồi trong khi nếu mình tìm một người mới mình sống có hạnh phúc không nói gì, mà nếu không hạnh phúc mình quay về con mình nó có nhìn mình không? Nói chung là em suy nghĩ nó nhiều phía lắm. Vợ chồng sống với nhau là tình yêu không có. Tình yêu không có. Nói chung là vậy. Hiện tại là con em bao nhiêu tuổi? Con em năm nay 15 tuổi. Trai hay gái? Con trai. Một đứa? Dạ, đứa bé 13. Gái. À, dạ. Sanh, ủa sanh đứa thứ hai trong đoạn nào? Trong đoạn là hai vợ chồng lúc đó cô bé em nói á, dạ, lên Sài Gòn thì hai vợ chồng vẫn sống với nhau thì sanh con. Thì hai chồng không còn đi làm nữa mà về mở ra buôn bán kinh doanh. Thì thời gian đó là em có bầu cô bé sau. Nhưng trong thời gian em có bầu cô bé sau á thì chồng ông tiếp tục vẫn quen với một cô gái, mà cô gái đó là bồ cũ nghe chị. Nhưng cái này là chị Tường mới nghe, chị Tường mới giật mình. Trong khi quen với cô bé đó em không hề biết cái gì cả. Trong thời gian 2 năm sau cô bé đó bệnh mà bệnh sida nghe chị. Bệnh sida chết. Lúc đó chồng em tự nhiên xuống sắc trong vòng 10 ngày không ăn cơm ăn nước, mặt mày xanh xao hết. Tại nghĩ chết rồi, chắc chiếc này mình chết luôn, rồi vợ mình cũng chết luôn. Nghĩ vậy á. Em đâu biết. Tự nhiên nửa đêm 12 giờ ông ngồi vậy nè. Cái em mới hỏi, ủa sao anh không ngủ? Lúc đó tự động ngồi khai ơn chị. Cúc,
lúc đó là ảnh cũng bằng cùng trong cuộc sống. Chết rồi, phải trăm tối đó. Chết rồi, khác thử khai. Cái lúc đó sợ vợ chết thì mình chết không biết con ai nuôi. Lúc là ảnh làm như ảnh bị gói á. Cũng như cái chuyện đó đã qua 2 năm rồi nhưng mà nghe tin cô gái đó chết bắt đầu ảnh hết biết làm sao rồi. Mà nghe bệnh, bệnh thì lay, nghĩ bệnh đó mà chị. Ảnh quảng quá, ảnh quảng quá, ảnh sợ quá, thử khai. Lúc đó em biết em giận, nhưng mà em nghĩ gì nè chị. Con người số trời, ông trời ông đã định rồi. Nếu đã chết thì không bao giờ né được. Lúc đó ảnh giải bài với mọi người luôn, không phải còn riêng em nữa. Mà lúc đó ảnh hết biết đường nói với ai rồi. Ảnh nói với những người thân á, thì người ta mới đi kêu ảnh đi, thôi mày đi xét nghiệm đi. Thì đi xét nghiệm thì bác sĩ cho hay 11 ngày nữa là có giấy cho hay có bệnh hay không. Thì bác sĩ cho hay là không có bệnh đó chị. Lúc đó là làm như ảnh tỉnh tinh thần lại, là đầu óc làm như minh mẫn lại. Mà sao em lạc quan quá vậy? Lúc đó em không có bị suy sụp, em không có. Vừa thứ nhất chồng mình phản bội mình, chồng mình tánh nào tật nấy, rồi ảnh hưởng đến cái cuộc đời của mình nữa chứ. Em không có oán hận, không có suy sụp, không có gì trơn. Sao em lạc quan mà em nhẹ nhàng mọi thứ quá vậy cưng? Chị Tường, em nói chung là làm như sống trong cuộc sống đó chị Tường. Nhiều khi em nghĩ nếu mà một người phụ nữ yếu đuối lên đây chia sẻ chị Tường, chắc lẽ người đó khóc. Nhưng riêng em, chị Tường thấy em rất là mạnh mẽ. Tại vì trải qua nhiều cái khổ quá, và nước mắt em làm như nó không còn nữa. Làm như lúc cái xảy ra chuyện đó thì em trải qua nhiều cái nỗi khổ quá. Thành ra lúc đó em nghĩ gì? Đơn giản. Sống chết có số. Nếu đã chết là chết. Rồi lúc đó em nhìn chồng em nó tệ quá, cũng như là lúc đó nó bị suy sụp quá, thì em không có nói một câu nói gì nặng nhẹ hết. Em chỉ nói nhờ hôm nay gì anh mới nói, chứ nếu không em cũng chả biết gì hết. Nếu hôm nay anh mang bệnh anh chết thì đó là hậu quả anh đã gây ra. Còn như em chết mới là quan nè. Con không biết để lại cho ai nuôi. Nhưng em không trách anh. Sống chết có số. Nếu em chết thì em nghĩ là kiếp này em chết vì cái bệnh này thì em chấp nhận. Em chỉ nói đơn giản, em không nói vậy. Thì lực thật đó thì sao? Ảnh có thể nhẹ nhàng hơn với em hơn chút. Và thương con nhiều hơn. Tại nếu lỡ chết thì không biết sao ai nuôi con. Lúc đó ảnh lo chăm sóc cho vợ con nhiều hơn tí. Cho chị hỏi một câu là suốt mười mấy năm em sống ở bên cạnh một người chồng như vậy, thật sự đối với chị là một người chồng không tốt. Em có bao giờ bị say nắng giống như em chia sẻ, hay là em có thoáng nghĩ đến một người đàn ông nào khác, có hy vọng là một cái gì đó khác nó tốt đẹp hơn cho cuộc đời của mình chưa? Có chị, em có say nắng. Nhưng mà say nắng chỉ thoáng qua nhẹ thôi. Cũng có rất nhiều người, thậm chí ta nhìn cuộc sống ta nói em ơi, em sống được nửa đời còn lại để anh lo. Chứ em thấy cuộc sống của em khổ quá. Thì nói chung đôi khi em cũng suy nghĩ á chị Tường, mình buông bỏ hết, mình tìm đến hạnh phúc mới. Và có người suy nghĩ như em gì, mày sống thoải mái hơn đi, mới sống được lâu dài, để lo cho con. Còn nếu mày suy nghĩ mày chấp nhận, mày học cách chấp nhận mọi thứ, thì đôi khi mày chết sớm, con mày ai nuôi. Nhiều người cũng khuyên đủ chiều hướng á chị. Nhưng mà sao em không buông bỏ được? Hiện tại bây giờ mối quan hệ giữa em và chồng em như thế nào? Hiện giờ thì nói chung là anh rất thương em. Nói chung là bây giờ có yêu được miếng nào chưa? Mà em không cảm giác được tình yêu chị. Em nghĩ chồng em có yêu em chưa? Em nghĩ chồng em có yêu em á. Hiện giờ bây giờ là anh rất thương em. Được mấy năm rồi? Cái cảm giác đó được mấy năm rồi? Chỉ hơn năm nay thôi chị. Mới một năm nay thôi. Có bao giờ sợ chứng nào tật nấy rồi một thời gian nữa chồng em lại tiếp tục ngựa quen đường cũ, là say nắng ai đó, lại đi theo một bóng hồng nào khác nữa không? Điều này có thể xảy ra lắm nha. Dạ có, nhưng mà theo em thì bây giờ em tin tưởng chồng em. Chắc có lẽ là không còn nữa. Hay là bây giờ chưa gặp đối tượng thích hợp hơn. Nếu điều đó xảy ra nữa thì em định sẽ xử lý như thế nào? Em nghĩ nếu điều đó xảy ra nữa chị thì em nói chung là em không quan tâm tới. Tại vì cái gì nên dứt bỏ dứt bỏ. Nhưng mà nếu người đó biết sửa sai, vợ là vợ, con là con, thì em vẫn tha thứ như đó giờ. Dạ. Có nghĩa là em vẫn chấp nhận cái cuộc sống như vậy. Dạ. Dù hôm nay chương trình này phát sóng em chia sẻ như vậy, nếu chồng em nghe được rồi anh ấy chủ quan, rồi mai mốt cũng tiếp tục giống như coi em là đồ xài xong rồi rửa cất để đó, không bao giờ mất đi được thì sao? Thì em chỉ nói ý nghĩ của em lên đây cho chị, có thể khán giả sau này người ta xem người ta sẽ thấy. Nhưng thường ngày em vẫn nói với ảnh, nếu ngày xưa đối với em rất là yếu đuối, anh đối với em rất nhiều chuyện em đã bỏ qua, nhưng nếu bây giờ nếu anh đã làm như vậy thì trong mắt em anh chả là cái gì.
Nếu em có sống với anh thì cũng là vì trách nhiệm. Còn vì cái tình yêu là không còn để dành cho anh nữa, mà có thể em dành cho một người khác. Nghe câu chuyện Hồng Đan, chị thật sự không biết là nên ngưỡng mộ em hay là nên trách em. Mà thôi trách sao được, cuộc đời em thì em tự quyết định mà. Nhưng mà rất may là bây giờ em nói rằng là ngày xưa em yếu đuối. Có thể ngày xưa em giữ cái gia đình đó, em giữ cái hạnh phúc đó là vì gì? Không phải hạnh phúc, em giữ cái mái ấm đó là vì em sợ là một mình em không thể đối đầu được với cuộc sống. Rồi em cũng không muốn con em nó sống mà nó không có cái người chăm sóc. Mặc dù chồng có tệ thì cũng trong nhà cũng có một cái người cha đúng cho con. Dạ. Nhưng bây giờ thì em khá hơn rồi, em trưởng thành hơn, cuộc sống em ổn định hơn. Về kinh tế em cũng có thể là độc lập được. Thì nếu như cái người chồng đó không may, chị không có nói cái điều quở, nhưng mà không may cũng vẫn là không tốt nữa, thì em vẫn thoải mái và nhẹ nhàng hơn xưa rất là nhiều rồi. Chị, em không còn quá căng thẳng, bị stress hay bị trầm cảm hay bị áp lực như em đã chia sẻ nữa, đúng không? Thì đó cũng là một cái điều mừng, chị mừng và chị chia sẻ với em. Chị cũng hy vọng ngày hôm nay khi chương trình này chồng em xem được thì hiểu được cái những cái gì em đã hy sinh, những cái em đã dành trọn cái tuổi thanh xuân cho cái cuộc tình này, cho cái mái ấm này. Và chị hy vọng rằng là chồng em sẽ hiểu được cái giá trị đó và cố gắng để mà vun đắp cho cái mái ấm. Dạ. Tại vì anh ấy phải trân trọng có người phụ nữ nào đó nói như vậy không? Nếu lỡ anh có tiếp tục nữa thì anh có hối hận tôi vẫn tha thứ. Chị nghĩ rằng cái sự tha thứ, cái sự vị tha trong em nó lớn quá. Dạ. Đáng lẽ ngày xưa em yếu đuối, em tha thứ, nhưng bây giờ em mạnh mẽ rồi. Nếu anh mà vi phạm nữa, chị tưởng đâu em sẽ tuyên bố là nếu tôi cho anh, tại vì anh, em nói em cũng không yêu chồng. Em rất là thẳng thắn, em rất là sòng phẳng. Dạ. Nếu mà em nói là em luôn yêu ảnh, em hy vọng ảnh tốt hơn này kia thì chị không bàn. Nhưng vì em nói em không có tình yêu nữa, mà chị chờ đợi mãi, chị cũng không thấy em tuyên bố rằng là tôi chỉ cho anh cơ hội này nữa thôi, nếu anh không trân trọng gia đình này. Bây giờ tôi đã không còn như xưa nữa, tôi mặc kệ anh, tôi phớt lờ anh, tôi sẽ đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Mà em không hề nói câu đó. Nên chị cũng đang rất là hoang mang. Chị không cho được lời khuyên gì với em đâu. Chị chỉ lắng nghe em thôi. Chị là một cái người bạn chia sẻ với em câu chuyện ngày hôm nay. Bởi vì em đã có một cái quyết định, một cái hướng đi, một cái suy nghĩ cho cái cuộc đời của mình rồi. Chị nghĩ rằng là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình lúc này cũng có cùng một cảm xúc giống như chị vậy đó. Cô bé Hồng Đan này thật là lạ. Chị thường nói em hiểu hết á. Nhưng mà em hiện tại em sống thì em chỉ suy nghĩ trong đầu là trách nhiệm để lo cho con. Nếu ảnh có bồ thì em cũng không có quan tâm tới và em không đặt nặng vấn đề. Rồi nếu mà anh biết thương con, anh biết lo cho con, trách nhiệm để lo cho con, không cần lo cho em, thì anh sống sao tùy. Thì đó, có nghĩa là em chấp nhận và em an nhiên và em chấp nhận cuộc đời. Nếu đã như vậy thì là em đón nhận như vậy thôi. Dạ. Và em cảm thấy nhẹ nhàng trong cuộc sống. Thôi thì đó cũng là một cái sự lựa chọn của em, miễn là em cảm thấy vui là được rồi. Dạ. Bây giờ thì tiếp tục câu chuyện với Hồng Đan, chúng ta sẽ theo dõi một đoạn video clip sau đây nhé. Tôi rất là đam mê nghệ thuật. Tôi hồi nhỏ tôi mê từ nhỏ đến lớn luôn. Nhưng mà năm nay 40 tuổi tôi mới được theo nghề. Là tôi muốn làm được những gì tôi yêu thích. Tại vì cuộc sống bây giờ sống được ngày nào vui ngày đó. Mày vừa mới nói câu chuyện đó rồi hỏi em anh ba chuột anh sắp hỏa rồi. Dạ em chào anh hai. Mà nè, trời ơi em là con gái thùy mị nết na của ba, ba chi cho em nhiều, anh đừng có lo. Cái công việc diễn xuất tôi đam mê từ nhỏ, nhưng năm nay tôi mới tiếp cận được. Đó là một công việc hàng ngày đem đến niềm vui và hạnh phúc cho bản thân tôi. Tôi mong rằng cuộc sống của tôi sẽ làm được những gì tôi muốn và hạnh phúc. Quay lại câu chuyện của em thì hiện tại là em thấy em đang hạnh phúc không? Hay là em chỉ bằng lòng với cuộc sống, hay là em cảm thấy mình có hạnh phúc không? Bây giờ hiện tại thì em chỉ thấy bằng lòng trong cuộc sống thôi. Chứ còn nếu mà gọi hạnh phúc thì cũng chưa hẳn là hạnh phúc chị. Tại vì cuộc sống của em nó chị từng biết mà, không có tình yêu và ngược lại, vợ chồng bất đồng ý kiến. Thì nhiều khi sống để nhường nhịn nhau, để sống. Mà đàn ông đôi khi, ngày xưa phụ nữ thì phải ngồi lắng nghe. Chồng nói đúng sai cũng phải nghe. Nhưng còn riêng bản thân em thì em cũng không làm được điều đó. Chồng nói đúng thì nghe, sai em không nghe. Thì đôi khi đàn ông mà mình giải thích, nếu mà ngang cơ họ thì họ sẽ im lặng. Còn nếu mình nói cao hơn họ thì họ sẽ càng nóng thêm. Thì em chỉ vợ chồng sống thì hiện tại em chỉ bằng lòng cho cuộc sống.
Nếu em cảm thấy chồng giận dữ quá thì em tìm cách nói sao cho nhẹ nhàng để vừa cho chồng em hiểu và để vợ chồng không xảy ra mâu thuẫn, để duy trì hạnh phúc để lo cho con thôi. Hiện tại cuộc sống hai vợ chồng ở thành phố ổn chưa, rồi hai con thì như thế nào? Dạ, hai con em thì đứa học lớp 9, đứa học lớp 7. Và cuộc sống nói chung là ổn định. Dạ. Nếu như hôm nay để có một cơ hội chia sẻ với chồng mình, dù khi đôi lúc hai vợ chồng gặp nhau mỗi ngày nhưng chưa hẳn đã nói được những cái điều mà mình mong muốn, thì em muốn nói gì với chồng của em? Em muốn nói với chồng em là từ đây về sau thì chồng em nên làm công việc, làm việc gì chín chắn, phải suy nghĩ chín chắn, nghĩ vợ và con là trên hết, và không phải riêng có vợ nhỏ hay gì đó, có bồ bạch gì đó, nhưng làm bất cứ chuyện gì thì cũng phải suy nghĩ vợ và con là trên hết. Còn không nghĩ cho em cũng được, nhưng phải nghĩ cho con. Tại vì cuộc sống bây giờ thì mình đã khổ rồi, thì gắng làm sao để lo cho con nó được hoàn chỉnh trong cuộc sống là bao nhiêu là em đủ mừng. Chồng em tên gì? Chồng em tên Kiên. Anh Kiên gì đó ơi, Tường chưa gặp anh bao giờ, nhưng mà qua những câu chuyện mà nghe vợ anh chia sẻ thì Tường thấy anh đang rất hạnh phúc khi mà có một cái người vợ đã chịu đựng anh như vậy trong suốt một khoảng thời gian dài. Và hiện tại thì gia đình anh tạm gọi là êm ấm, hai vợ chồng và hai đứa con khôn lớn, đúng không ạ? Tường hy vọng rằng khi mà anh nghe được những cái chia sẻ của vợ mình, anh hãy cố gắng để thay đổi, để vun đắp. Như là cũng một tín hiệu rất mừng là vợ của anh nói rằng là anh rất là yêu thương vợ, nên Tường cũng rất vui. Và không phải là cô ấy không có tình cảm với anh đâu, cũng rất là thương anh đó. Cái quan trọng cái tình thương, cái sự chia sẻ. Còn cái tình yêu, nếu như mà Tường nghĩ rằng, tại vì vợ anh chắc chắn không bỏ anh rồi, từ nãy giờ Tường đã gợi rất nhiều nhưng mà cô ấy vẫn không bỏ anh. Anh có lầm lỗi nữa mà anh xin lỗi nữa, cô ấy vẫn cổ lạ lắm, đáng lẽ Tường phải la cổ, nhưng mà thôi, đó là cái lựa chọn của cổ. Thì ngay cả với Đan cũng vậy, thì cũng muốn nói rằng là thôi thì em đã trót trao cái cuộc đời mình cho cái người đàn ông này, em đã trót chọn cái cuộc sống như thế này cho con cái mình có một cái gia đình êm ấm, thôi thì thử cho chồng mình một cái cơ hội nữa đi coi sao. Hãy mở lòng mình ra cho chồng mình thử xem, để đón nhận những cái sự quan tâm, những cái tình cảm của ảnh, coi sao, biết đâu một ngày nào đó tình yêu nó sẽ đến với em, biết đâu em sẽ rung động vì một cái gì đó nó xảy ra mình không nói trước được. Ví dụ như một cái ngày nào đó ảnh lại tỉnh ngộ ra một cái điều gì, hay ảnh ra ngoài đời ảnh gặp một cái chuyện gì đó nữa, ảnh lại hiểu cái giá trị của em hơn, ảnh quay trở lại quan tâm ngọt ngào chăm sóc, thì thôi em đừng nghĩ rằng là tôi không yêu anh được, đừng nghĩ như vậy. Tại mình nghĩ như vậy thì mình đóng cửa rồi. Mình cứ để mở cửa đi. Còn khi nào người ta có muốn vào cái cánh cửa trái tim mình hay không, đó là còn quyền của người đàn ông nữa. Nhưng mà Tường nhắc lại với anh là anh đã quá nhiều lần đã lạm dụng cái quyền hạn của anh rồi. Và cái gì cũng vậy, người ta nói tức nước thì vỡ bờ. Mình phải trân quý những cái giá trị mình đang có, để đến lúc nào đó mình nói hối hận thì không còn kịp nữa. Bởi vì cuộc sống không phải ngày nào nó cũng như ngày hôm nay đâu ạ. Mọi thứ mình không nói trước được, đúng không Đan? Thì... nghe câu chuyện của em để chị hiểu thêm về mọi muôn mặt của cuộc sống thôi. Tường không có chia sẻ gì, Tường cũng không khuyên em được bất cứ điều gì. Chị chỉ mong rằng là em hãy yêu đời hơn, vui vẻ hơn, mình ra bên ngoài, mình có những cái mối quan hệ khác nữa, bạn bè, gia đình, xã hội, rồi làm đẹp bản thân, để mình tìm thấy những cái niềm vui khác nữa trong cái cuộc sống của mình, cho cuộc sống mình nó muôn màu muôn vẻ hơn. Thì mình sẽ đón nhận tất cả mọi thứ nó diễn ra với mình. Mong cho em được có nhiều sức khỏe để mà chăm sóc cho hai đứa con của mình nữa. Và cũng hy vọng một ngày nào đó em sẽ tìm thấy một cái hạnh phúc thật sự trong chính ngôi nhà của mình. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Cảm ơn chị. Kính thưa quý vị, đó là những cái cung bậc cảm xúc của cuộc đời, cung bậc cảm xúc mà chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu muốn mang đến cho quý vị. Mỗi con người chúng ta sẽ tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình, không ai quyết định thay thế mình cả. Cho nên trong cuộc đời đó nó sẽ có những lúc đớn đau, nó sẽ có những lúc hạnh phúc. Nhưng mà nếu chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta đang cảm thấy cuộc sống mình nó nhẹ nhàng, mình thoải mái, mình bằng lòng với những gì mình đang lựa chọn, thì có thể hạnh phúc nó cũng sẽ đến một cách rất là diệu kỳ. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe những chia sẻ của Cát Tường và của Hồng Đan ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu để lắng nghe được
được nhiều câu chuyện nữa của tất cả những nhân vật tham gia chương trình quý vị nhé. Và bây giờ thì chúng ta phải nói lời chào tạm biệt thôi. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc. Mọi người đừng quên đón xem chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần và được phát lại vào 15 giờ 35 phút Chủ nhật và thứ năm của tuần kế tiếp trên kênh TTV11. Và chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu cũng sẽ được phát sóng lại trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị nhé.